hạt quản lý đê huyện thanh hà thường xuyên phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp tăng cường quản lý bảo vệ hành lang đê các công trình phòng chống thiên tai trên địa bàn qua công tác phối hợp từ đầu năm 2023 đến nay đã phát hiện và lập biên bản vi phạm đối với 5 cá nhân, một tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động bến bãi, tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện ban hành 6 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt 220 triệu đồng, vận động 6 chủ bến bãi, tháo rỡ tiến hành giải tỏa 16 công trình nhà lán vi phạm với tổng diện tích hơn 900m2, giải tỏa 8 trên 10 vị trí bến bãi vi phạm.